Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bối cảnh thế giới đang dần trở lại với cuộc sống bình thường sau thời gian dài chiến đấu với đại dịch COVID-19, thì làn sóng dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia khi số ca mắc mới tăng cao do sự xuất hiện của chủng biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron. Việc phần lớn các nước dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch, khôi phục hoạt động kinh tế xã hội đã đặt hồi chuông cảnh báo rằng thế giới không nên mất cảnh giác với đại dịch. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca mắc COVID-19 toàn cầu đã tăng gần 30% trong 2 tuần qua. Tỷ lệ xét nghiệm đã giảm tại nhiều quốc gia, khiến các nước không có cái nhìn hoàn chỉnh về dịch bệnh, kéo theo giới chuyên gia không thể đưa ra các biện pháp điều trị đủ sớm để ngăn ngừa các ca bệnh diễn tiến nặng và tử vong. Đại dịch này đang thay đổi. Nó chưa kết thúc. Khả năng theo dõi virus của chúng tôi đang bị đe dọa. Vì báo cáo về trình tự gen ngày càng giảm, có nghĩa là việc theo dõi và phân tích Omicron cùng với các biến thể mới trong tương lai ngày càng khó khăn. Dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại tại châu Âu do tác động của biến thể phụ BA.5. Tỷ lệ mắc bệnh tăng mạnh nhất được ghi nhận ở Pháp. Tại đây vào đầu tháng 6, trung bình khoảng 20.000 trường hợp được phát hiện, nhưng đến những ngày cuối tháng 6, con số này đã vượt quá 130.000. Theo giới chức y tế, thì Pháp đang trải qua làn sóng thứ 7 của dịch COVID-19 trong bối cảnh quy định bắt buộc đeo khẩu trang đã được dỡ bỏ tại phần lớn khu vực công cộng ngoại trừ bệnh viện. Trong 2 tuần qua, số ca nhập viện liên quan đến COVID-19 tăng nhanh chóng ở Pháp với gần 1.000 bệnh nhân nhập viện mỗi ngày. Còn tại Đức, biến thể phụ BA.4 và BA.5 đã trở thành chủ đạo gây bệnh COVID-19, chiếm khoảng một nửa số ca mắc mới COVID-19 ở nước này. Chúng tôi dự đoán sẽ có một làn sóng lây nhiễm vào mùa hè này. Chúng tôi nhận thấy các biến thể BA.4 và BA.5 hiện đang làm gia tăng các số ca mắc COVID-19 tại Đức sau khi nhanh chóng lây lan tại Nam Phi, bất chấp thời tiết nắng nóng. Điều đó chứng tỏ nhiệt độ cao của mùa hè không ngăn cản tỷ lệ lây nhiễm gia tăng. Trong khi đó tại Mỹ, trong đầu tháng 7, ước tính BA.4 và BA.5 chiếm hơn 70% các ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 đang lưu hành ở Mỹ. Trong đó BA.4 chiếm 16,5% và BA.5 chiếm 53,6%. Các đợt bùng phát mới ở Mỹ Latin cũng được ghi nhận, đặc biệt là tại Brazil, Mexico và Chile. Tại châu Á, Ấn Độ, tỷ lệ mắc COVID-19 đã lên đến đỉnh điểm kể từ tháng 2. Quốc gia này hiện ghi nhận khoảng 15 đến 17.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày. Trong khi Singapore không loại trừ khả năng phải thắt chặt trở lại các biện pháp giãn cách do số ca nhiễm biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron gia tăng. Tại Nhật Bản, các chuyên gia quan ngại về xu hướng tiếp xúc đông người tăng lên trong kỳ nghỉ hè sẽ thúc đẩy làn sóng dịch mới. Ngoài ra, sự gia tăng số ca mắc COVID-19 cũng được ghi nhận ở Indonesia và Thái Lan. Theo các chuyên gia, dù biến thể BA.5 có mức nguy hiểm thấp, ít gây tử vong và trở nặng, nhưng tốc độ lây lan nhanh. Nếu chủ quan có thể tạo ra làn sóng dịch mới. Một nghiên cứu sơ bộ tại các quốc gia mà BA.4 và BA.5 đã xâm nhập từ tháng 5 cho thấy biến thể này đang dần lấn át dòng phụ Omicron chiếm ưu thế trước đó là BA.2. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi người dân đi tiêm phòng để có thể phục hồi khả năng miễn dịch cao hơn khi số ca mắc mới COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng mạnh tại một số quốc gia. Cần tiêm chủng đúng lịch và nâng cao cảnh giác. Người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Canada cho biết các biến thể có khả năng né tránh miễn dịch như BA.4 và BA.5 sẽ trở nên phổ biến vào cuối hè và đầu thu này. Đây cũng là thời điểm Canada bước vào mùa virus gây bệnh đường hô hấp. Do vậy, biện pháp phòng thủ tốt nhất để chống lại làn sóng lây nhiễm này là tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo dữ liệu thu thập trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, khi biến thể Omicron hoạt động rất mạnh ở Canada, những người được tiêm mũi tăng cường có nguy cơ nhập viện thấp hơn 5 lần và nguy cơ tử vong thấp hơn 7 lần so với người chưa tiêm. Các chuyên gia đều nhất trí rằng việc khuyến khích người dân đi tiêm phòng mũi tăng cường, nhất là nhóm nguy cơ cao như người già và trẻ em, vẫn là biện pháp quan trọng. Theo chuyên gia nghiên cứu cấp cao Colin August từ Đại học Sheffield của Anh, việc triển khai tiêm phòng các mũi cơ bản cho người dân đã tạo ra một bức tường hiệu quả ngăn chặn làn sóng dịch bệnh, ước tính giúp gần 20 triệu người trên toàn thế giới tránh khỏi nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, do miễn dịch giảm dần theo thời gian và các biến thể mới thường có khả năng né tránh miễn dịch tốt hơn, nên bức tường bảo vệ trên đã không còn kiên cố.
Trên thực tế, các chính phủ trên thế giới vẫn coi chương trình tiêm phòng là một phần quan trọng trong chiến lược phòng chống dịch bệnh. Các chuyên gia Vương quốc Anh khuyến nghị tiến hành chiến dịch tiêm phòng tăng cường vào mùa thu, tiêm mũi thứ tư cho những người trên 65 tuổi và sớm xem xét việc tiêm mũi thứ tư cho nhóm ít tuổi hơn. Moderna cho biết, vaccine COVID-19 tăng cường hóa trị của hãng đã tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ chống lại các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron. Đây là ứng cử viên cho vaccine mũi thứ tư hàng đầu cho mùa thu tới để ngăn ngừa một đợt dịch bệnh từ các biến thể phụ BA.4 và BA.5. Hai loại vaccine cải tiến của BioNTech, Pfizer được điều chỉnh phù hợp chống các dòng phụ BA.4 và BA.5 của Omicron cũng đang cho kết quả nghiên cứu sơ bộ hết sức khả quan trong đợt tiêm mũi tăng cường thử nghiệm cho hơn 1.200 người. Vaccine COVID-19 này có thể sẵn sàng được ra mắt vào đầu tháng 10 tới. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại khiến nhiều nước trên thế giới phải đưa ra những giải pháp đối phó và phòng ngừa, thì căn bệnh đậu mùa khỉ vẫn tiếp tục là mối lo ngại đối với thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cho biết đã có hơn 6.000 ca bệnh tại 58 quốc gia trong đợt bùng phát lần này. WHO sẽ triệu tập một cuộc họp vào khoảng ngày 18 tháng 7 hoặc sớm hơn nhằm quyết định xem liệu có tuyên bố đợt bùng phát lần này là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không. Theo những nghiên cứu mới đây, triệu chứng đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát mới này có những khác biệt so với các đợt bùng phát trước. Đậu mùa khỉ bắt nguồn từ các nước Tây và Trung Phi với các đợt bùng phát mới chủ yếu do người bị lây bệnh từ vật nuôi hoặc các loài gặm nhấm. Nhưng căn bệnh này cũng đã lan tới nhiều nước châu Âu và một số nước tại các châu lục khác như Hàn Quốc và Chile. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu Anh, triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát mới khác với trước đây và cho rằng cần cập nhật thông tin định nghĩa về bệnh này. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích tình trạng bệnh của 54 bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ ở London. Tất cả đều là nam giới, có quan hệ đồng tính và không có liên hệ với các ca bệnh ở châu Phi. Trong số này, chỉ có 2 người không biết mình đã tiếp xúc với người mắc bệnh. 25% số người này nhiễm virus HIV, 25% đã mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khi mắc đậu mùa khỉ. Các bệnh nhân đều có các vết tổn thương ngoài da, trong đó 94% xuất hiện ở vùng bộ phận sinh dục và hậu môn. Nghiên cứu cho rằng những yếu tố trên góp phần khẳng định virus lây do tiếp xúc da kề da trong quá trình quan hệ. Nó không làm thay đổi đánh giá của chúng tôi về các lây truyền hiện tại mà chúng tôi đang thấy vào lúc này. Sự lây truyền bệnh chủ yếu do tiếp xúc gần giữa các cá nhân. Cũng theo nghiên cứu, chỉ 57% số ca bệnh có triệu chứng sốt, thấp hơn mức từ 85-100% ghi nhận ở các đợt bùng phát dịch bệnh trước. Các bệnh nhân ở Anh chủ yếu xuất hiện các triệu chứng nhẹ, sốt không quá 3 ngày và chỉ có 5 người phải nhập viện. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang điều tra các ca bệnh đậu mùa khỉ phát hiện virus trong tinh dịch, nhưng vẫn chưa công nhận khả năng đây là bệnh lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục, mà chủ yếu là qua tiếp xúc gần. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo đậu mùa khỉ có thể lây lan sang các nhóm nguy cơ cao như trẻ em, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch. Nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ trở thành hiện thực ở các nước không lưu hành dịch bệnh là có thật. WHO đặc biệt lo ngại về nguy cơ của loại virus này đối với các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ mang thai. WHO cho biết đang điều tra về các ca nhiễm đậu mùa khỉ ở trẻ em, bao gồm 2 trường hợp tại Anh, một số ca ở Tây Ban Nha và Pháp. Hiện không trẻ nào chuyển biến nặng. WHO lo ngại khả năng đậu mùa khỉ lây nhiễm kéo dài, truyền từ người này sang người khác trong cùng cộng đồng. Theo các chuyên gia, virus đậu mùa khỉ không dễ lây truyền như COVID-19, khó tạo ra đại dịch với mức độ tương đương. Hầu hết người bệnh đều hồi phục hoàn toàn trong vòng 2-4 tuần. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đối phó với đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia đã trở nên cảnh giác hơn với những căn bệnh truyền nhiễm và có những biện pháp phòng chống đậu mùa khỉ. Hiện nay chưa có vaccine cụ thể nào cho bệnh đậu mùa khỉ. Dữ liệu hiện có cho thấy vaccine phòng bệnh đậu mùa có hiệu quả chống lại bệnh này đến 85%. Mỹ cũng đã gấp rút mua 13 triệu liều vaccine đậu mùa Jynneos được thông qua để sử dụng phòng bệnh đậu mùa khỉ vào năm 2019. Trong khi đó, chính phủ Anh đã đặt hàng dự trữ bổ sung hàng nghìn lô vaccine đậu mùa. Nước này cũng đã triển khai tiêm loại vaccine này cho những người có thể đã tiếp xúc với virus đậu mùa khỉ. Ngoài 5.000 liều mà các cơ quan y tế Anh đang sở hữu, nước này đã đặt hàng thêm 20.000 liều nữa. Cơ quan an ninh y tế Anh cũng khuyến cáo nam giới đồng tính và song tính cần cẩn trọng bởi các ca nhiễm gần đây ở Anh đều là người thuộc cộng đồng này. Tỷ lệ bệnh nhân là người đồng tính nam hoặc lưỡng tính cũng cao, chiếm 57%. Đậu mùa khỉ hiếm khi xảy ra bên ngoài châu Phi, do vậy đợt bùng phát hiện nay ở các châu lục khác đang gây lo ngại.
Tuy nhiên, các nhà khoa học không cho rằng đợt bùng phát này có thể tiến triển thành đại dịch như COVID-19. Dù vậy, WHO cho biết nhiều khả năng sẽ phát hiện thêm nhiều ca bệnh mới trong bối cảnh cơ quan này đang mở rộng theo dõi tại những quốc gia thường không ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ngày 7 tháng 7, WHO đã thông báo có thêm 2 ca tử vong do đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca tử vong do đậu mùa khỉ lên 3 trường hợp kể từ đầu năm nay. Sau COVID-19, thế giới có thể sẽ phải đương đầu với những đại dịch khác, nhất là trong bối cảnh quá trình biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, khi đại dịch xảy ra, không quốc gia nào có thể đơn phương vượt qua. Hợp tác chính là chìa khóa quan trọng để các nước cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Các nước cần xích lại gần nhau hơn để cùng xây dựng tấm khiên vững chắc bảo vệ sức khỏe người dân trước những nguy cơ về dịch bệnh trong tương lai. Chương trình Nhìn ra thế giới xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.